bạn nha. Hôm nay mình đến với cửa hàng Thanh Tùng ở Châu Thành, An Giang. Mình thấy con máy Kubota B21 40S, là con máy này quá nhỏ gọn, mình review cho bạn xem. Máy quá nhỏ gọn các bạn. Nó xài máy 3, máy 4 gì anh bạn? 3 xi lanh ha. Máy này xài 3 xi lanh, bích tông là bao nhiêu anh? Bích tông nó 21 thì nó khoảng chừng 6 mấy à. Máy này các bạn, máy này thì anh Hòa nói là hơn 100 triệu các bạn. Máy quá nhỏ rộng. Máy này nó chạy dàn sớ 1m2 anh. 1m2 là vừa, 1m2 nó cũng bị mỗi bên dương tấc. Dạ, vậy là cái này 1m ha. Con máy này hiện tại là 1m. Tại vì cái lốp sau này là nó tương đương với cái lốp trước của 518. Nó là 18.8. Dạ, 18.8. Lốp sau là 18.8. Hai số sới luôn. Này nó cũng hai số sới. Đặc biệt tới 3 tầng. Dạ. Hay tầng cao, rồi tầng trung, yeah, rồi tầng thấp đấy nữa, yeah, nó tới 3 tầng, nó phải như ta là 2 tầng, rồi nó tới 3 tầng ha, này bông no, này là 2. tầng cao chắc chạy lẹ lắm anh Hoàng, tầng cao nó cũng chạy lẹ, này nó 2 số sới, một cái là 540 PTO, một cái là 980, yeah, số này thì quá dành, để dành cho mấy trồng hoặc là gieo hạt thì nó, yeah, sẽ tiện lợi hơn. Thì mục đích của máy này là một là mình thay thế cho cái máy xới tay, yeah, hai là dùng cho cái việc là gieo hạt hoặc là làm rẫy đất nhà khoảng dưới 100 công là ok. Yeah. Thì cái giá nó hơn 100 triệu, rẻ hơn chiếc SH. Rẻ hơn chiếc SH. Máy này là Kubota Thái. Máy mới, máy này mà chưa qua sử dụng phải anh ạ? Máy mới trăm phần trăm hả? 3 cục tạ. Tạ này chắc cục 25 kg quá anh ạ? 25 kg, 3 cục. Tổng trọng lượng của máy nó khoảng 980 kg. Tổng luôn là 980 kg. Tổng trọng lượng máy là 980 kg mà. Này sẽ tới lần trước. Cái máy lớn không? Lớn hơn thì chưa. Xài cái bình này cũng bao nhiêu vậy anh Hoàng? 12 hả? Bình này là 40. Bình 40. 12V. Ngày rửa đi. Để nó chảy. Máy mà giờ nó nhỏ quá, đây các bạn, đầu máy đây các bạn. Cái này nó là nó ra máy nó lỡ. Đầu máy 3. Lỡ quá nhỏ, biết sao không? Tại vì khoảng 52 10 2011 á. Hôm nay ra hôm trước, hôm nay em lên, nếu mà anh chạy bánh lòng là lên cái mâm khoảng chừng một tấc thôi. Xài cái mâm mâm lớn hơn chút. 6 cái lỗ gần nhau thì lên sự như con máy này mình mà bánh lòng mình chạy vẫn được bình thường anh Hoàng? Bình thường đâu có sao đâu. Dạ. Thì trọng lượng của máy nó cũng có nhẹ rồi. Dạ. Bánh chuẩn. Dạ. Đo sao nó phải một là bánh lòng á, nó cao hơn lớp khoảng chừng 5 phân là được. Dạ. Bánh lòng cao hơn lớp là cỡ 5 phân là vừa ha. 5 phân là vừa. Dạ. Thì mình trừ hao khi mà sình nó quánh rồi nó làm hư cái dè được thôi. Dạ. Còn bánh bơi thì nó phải thấp hơn, bánh bơi nó không đợi dưới đây. Dạ. Như máy này thì cũng bảo hành 1000 giờ và 1 năm á. Máy này máy nhập của Kubota Thái. Dạ. Nếu mà bảo hành á. Bảo hành thì mình máy nhập khẩu thường là bảo hành hơn, còn mọi thứ kia mình là khối. Khối thì mình bảo hành hơn. Dạ. Cái này thì mình có thể mình bao đổi máy với điều kiện, ví dụ như là về mình chạy động cơ số nắp đổ hơi gì đó. Dạ. Nó không phải thái được. Dạ.
sau đổi máy ha. Nếu mà chạy trong một năm ba bữa gì đó. Giờ nếu được cũng bảo hành ngàn giờ năm luôn. Dạ. Nó có ba số, nó có ba tầng ví dụ như. Vô đúng cái số nó đề nó mới cháy. Vô nữa. À. Nó ba tần số nó đẩy vào đó ha. Ba cái đó. Ba tần số. Xài chìa khóa, xài chìa khóa của mấy nhà kia. Mấy anh đi trả xả số về hết. Trả số về hết rồi. Tần số chính bên kia. Để nó bông no. Rồi anh đề máy lên. Rồi đập nó ra luôn. Xài một cầu hoặc là hai cầu. Còn cái này là khóa vi sai, trường hợp như bị lúng lầy thì mình đạp cái này xong mình gài cầu là nó vượt lên. Mà nó chuyển động 4 bánh. Thường xài một cầu là nó chuyển động 2 bánh thôi. Xài hai cầu khi lúng lầy mình đạp cái này xuống khóa vi sai, chắc là nó khóa lại hết luôn. Chuyển động 4 bánh một luồng. Chuyển động 4 bánh gọi là khóa vi sai. Này nó cũng xài cái đùi thẳng là chứ không xài đùi chuyền ha. Đùi thẳng hết, vua ta là đùi thẳng. Dạ. Này nó cũng xài đùi thẳng các bạn. Cái máy này mục đích là để làm những cái cửa ruộng nhỏ, đất nhà. Thường là dùng tay bắt hoặc là mình bắt sông Hồng á. Dạ. Hay làm trên mấy cái ruộng bạc than rồi đó. Máy quá đẹp, quá gọn nè. Ba chiếc rồi đó, chiếc này chiếc cuối cùng. Dạ, ba chiếc rồi bán hai còn một không.